Việt Nam hòa Singapore không phải do Văn Hậu ngồi ngoài. Ngay sau trận Singapore hòa Việt Nam, một số ý kiến đưa ra quan điểm Văn Hậu ngồi ngoài là nguyên nhân chính. Theo đó, huấn luyện viên Park Hang-seo thay đổi đến 8 vị trí so với trận thắng Malaysia 3-0. Đáng chú ý, Đoàn Văn Hậu, Tiến Linh, Hoàng Đức, Phan Văn Đức, Tấn Tài. Ba người được giữ lại gồm Đặng Văn Lâm, trung vệ Quế Ngọc Hải và đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói về việc xoay đội hình trước Singapore, chúng ta có 23 cầu thủ và không biết ai sẽ chấn thương, bị thẻ phạt lúc nào. Tất cả đều là tuyển thủ và họ phải thi đấu hết mình và sẵn sàng cho mỗi trận đấu. Không biết có phải vì thi đấu trên sân cỏ nhân tạo nên các cầu thủ có nhiều động tác không được bình thường. Chúng ta vẫn còn một trận sân nhà. Tôi xoay vòng cầu thủ nên chưa hài lòng lắm về kết quả hòa. Chúng ta sẽ nỗ lực và quyết thắng Myanmar, huấn luyện viên Park Hang-seo nói. Thực tế, ông Park có lý do để dùng những nhân tố dự bị như Tuấn Hải, Văn Quyết, Văn Thành, Hồng Duy, Tuấn Anh. Singapore không phải đối thủ mạnh và tuyển Việt Nam có quyền toan tính về con người, đặc biệt tạo ra lợi thế lớn sau trận thắng Malaysia 3-0, những Văn Quyết, Tuấn Hải không hề thua kém Văn Đức, Tiến Linh. Sân nhân tạo không phải sân FIFA khuyến khích sử dụng vì dễ chấn thương, huấn luyện viên Park nói thêm. Đây có thể là lý do ông Park dùng nhiều cầu thủ dự bị với nỗi lo các trụ cột bị chấn thương. Trong 90 phút, Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận. Việt Nam kiểm soát bóng lên đến 75% so với chủ nhà Singapore. Đội khách có 6 pha dứt điểm trong hiệp 1 nhưng không có bàn thắng. Ở hiệp 2, ông Park đưa Tiến Linh, Quang Hải, Hoàng Đức, Phan Văn Đức vào sân. Việt Nam tiếp tục áp đảo và tạo ra một loạt cơ hội nhưng không thể ghi bàn trong hiệp 2. Đáng nói nhất là pha dứt điểm chạm cột dọc của Hoàng Đức ở cuối trận. Trận hòa Singapore không phải do Văn Hậu ngồi ngoài. Bản chất Văn Hậu là một hậu vệ, còn tuyển Việt Nam áp đảo toàn diện trước đối thủ, chỉ không may mắn trong các pha dứt điểm cuối cùng. Theo huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Việt Nam không cần lo về chuyện có giữ được ngôi đầu bảng B hay không. Đây là câu trả lời hợp lý, bởi Việt Nam hơn Singapore về hiệu số bàn thắng bại, cộng 9 so với cộng 3. Việt Nam chỉ gặp Myanmar, đã bị loại, trên sân Mỹ Đình, còn Singapore làm khách trước Malaysia, trận đấu quyết định vé vào bán kết. Với kết quả hòa Singapore, South Star có thống kê thú vị về huấn luyện viên Park Hang-seo ở sân chơi AFF Cup, đó là chưa bao giờ tuyển Việt Nam thắng trận thứ 3 ở vòng bảng. Ba kỳ liên tiếp đều hòa 0-0 lần lượt trước Myanmar, Indonesia và Singapore. Đây là rất lì lạ, qua đó thêm lý do để thấy Việt Nam hòa Singapore không phải do Văn Hậu ngồi ngoài.